Người Việt tị nạn chính trị tại Thái Lan hoang mang lo sợ sau vụ nhà báo độc lập Đường Văn Thái bất ngờ mất tích ở Bangkok và sau đó Việt Nam loan tin đã bắt ông vì nhập cảnh trái phép. Ông Đoàn Huy Chương, cựu tù nhân chính trị tại Việt Nam nói với VOA. Người tị nạn rất là lo lắng, hoang mang bởi vì đây là một cái trường hợp đầu tiên người tị nạn có quy chế tị nạn chính trị và đã được phỏng vấn tái định cư mà bị Cộng sản Việt Nam họ bắt cóc về. Hôm 13 tháng 4, ông Đường Văn Thái sử dụng mạng xã hội với tên là Thái Văn Đường đã biến mất tại phi trường Bangkok, nơi ông chuẩn bị đón một người bạn. Các nhà hoạt động cho biết vào buổi sáng ngày mất tích, ông Thái đã có cuộc phỏng vấn tái định cư với Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, cơ quan đã cấp quy chế tị nạn cho ông từ năm 2020. Tới ngày 16 tháng 4, truyền thông Việt Nam đưa tin, nhà chức trách Hà Tĩnh bắt một người tên Đường Văn Thái bị cho là xâm nhập trái phép vào Việt Nam. Ông Lê Văn Thường, người đang bị Việt Nam truy nã với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền và đang xin tị nạn tại Thái Lan, chia sẻ với VOA. Nếu như mà chính quyền của Cộng sản Việt Nam mà họ thực hiện một vài vụ bắt cóc mà trót lọt và không có một cái tổ chức thế giới nào họ lên tiếng về cái vấn đề này, thì tất nhiên là họ sẽ diễn ra những cái cuộc bắt cóc tiếp theo và đồng loạt họ thực hiện đồng loạt với quy mô lớn hơn. Đó là cái vấn đề mà cái người tị nạn ở Thái Lan hiện nay họ đang lo sợ là lo sợ như thế. Họ vẫn lo sợ nhất đó là cái lo sợ bị chính quyền của Cộng sản Việt Nam cóc rồi đưa về Việt Nam rồi sau đó tiến hành những cái hình thức là trả thù rất là nặng nề đối với họ. Theo Ủy ban Cứu người Vượt Biển BPSOS, hiện có khoảng 800 người Việt đã được xét có quy chế tị nạn tại Thái Lan. Nhiều người trong số này phải chờ nhiều năm để có cơ hội định cư ở các nước thứ ba. Tờ báo của Đức TASS hôm 17 tháng 4 dẫn lời ông Daniel Bastard thuộc Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết vụ bắt cóc mới này được cho là do cơ quan mật vụ Việt Nam thực hiện và cho thấy sự vô đạo đức ngày càng tăng của chính quyền Việt Nam trong việc theo đuổi những tiếng nói độc lập. Nếu vụ bắt cóc này được xác nhận, đây sẽ là vụ bắt cóc công dân Việt Nam ở nước ngoài thứ 7 do mật vụ Việt Nam thực hiện kể từ năm 2003, cũng theo tờ báo TASS. Việt Nam phủ nhận tất cả các vụ bắt cóc này.